cái đi. Đáy là hình vuông cạnh bằng A, các mặt bên là tam giác đều SO ABCD. MN lần lượt là trung điểm của AD với SD. M ngay đây, N ngay đây. Ok. Rồi. Bây giờ nó kêu em tính góc giữa MN với SC. Ok. Như vậy em sẽ tính cos giữa MN với SC là bằng độ dài vector MN. Ủa, vector MN với vector SC chia độ dài MN nhân độ dài SC. Ok. Rồi coi hệ thế cho các em hiểu nha. MN là nó bằng 1/2 của AS. Có bạn nào khó hiểu thì cứ nói. MN là 1/2 AS. Ok không? Tại vì M là trung điểm AD, N là trung điểm SD, cho nên MN chính là đường trung bình trong tam giác SAD. Tam giác ra trời. Em vẽ cái tam giác SAD ra mặt phẳng này, rồi em chấm MN. Anh thấy liền. SC thì là SC thôi. Chia cho MN nhớ C, MN là SA chia 2 nhân SC. Quả này bằng 0 đúng không em? Tại vì vector AS với vector SC hay vector vuông góc. Tam giác SAC là tam giác vuông cân. Tại sao thầy biết tam giác vuông cân? Thầy chứng minh cho em hiểu. Có phải cái AC là căn 2 không? Đúng không? Còn cái SA là 1 đúng không? Cái SC cũng là 1. Này 1, này 1, căn 2 là tam giác vuông cân. Cho nên AS vuông SC, cho nên tích vuông hướng là 0, cho nên góc này 90 luôn.